Đó. Tôi thề luôn đó. Thiệt luôn á. Kính. Kính hả? Kính. Cái hôm qua nè. Ừ. Hôm qua rồi. Đây mình hai cây vợ, hai cây thiệt nè. 4 ngày đến 2 triệu. Lên luôn hả? Đúng rồi, cá mẹ có tiền bạc. Hai cá mẹ nó chưa bằng con sắt lát. Đó nướng mới ngon nhất. Đừng bự nữa. Ôi, bên này. Chân. Tình trạng này mà vô cái cổng là có thể từ bằng nó nhiều hơn qua nếu mà. Tại vì mình thả ra ngoài hết một số cá trâu với cá dồ đáng kể. Trôi mắt quá bắt nổi bà. Không, cái mẹ ra bắt nổi. Cái gì vậy? Cái tới luôn chú. Tới này đi con giấc đi qua. Phải mẹ nấu gì sáng giờ tôi bắt cá trâu hết rồi. Rồi. Đó. Đù má ghê ha. Để chó mà tính giá cũng không hiểu ha. Ông mà con nói gì vậy mà chính xác không? Hả? Kêu ổng được nó căng. Rồi bển đi. Ổng hơi căng được, nếu căng thì bán cho đúng giá. Sao căng hết căng cho đúng luôn. Đừng dòm tao. Đảo đảo lên sao? Đừng bóp nha. Rồi.
ngồi lại đây đừng có mấy con cùng dạy cá mẹ. Không thấy gì chứ đủ mà giật một mỗi lần bị giật là thục khúc. Tôi thề luôn đó. Thiệt luôn á. Giật một chút hả? Ừ. Không, tôi chưa lấy dấu, lấy giống nữa trời. Vậy tao nói mà lỡ mà giật tao hơi đậm rồi tao kêu hoài à, nó bị đập cho nó chết luôn, tao giận nó quay hoài. Giận bạn nó hoài.